Nay là shop em làm một cái video là tổng kết cái mini game mà shop em có đăng TikTok, có đăng Facebook, có đăng YouTube. Thì shop em xin nhắc lại một lần nữa. Bữa trước là mình dọn cho anh Hiền luôn là 10 chiếc xe, 10 màu. Thì trên 8 màu thì mình có đố anh em còn thiếu 2 màu gì. Thì thế lại cuộc thi thì mình sẽ thưởng cho 5 anh em đầu tiên sẽ được 5 thùng bia anh em ha. Và hôm nay là 2 ngày rồi. Và ngày hôm nay mình vừa review xe của anh Hiền cho những anh em ở xa xem. Những ông chú, những ông anh nào mà cùng đam mê thì xem video của shop em ha. Và thứ hai là mình kết quả luôn những anh em mà trúng thưởng thì mình sẽ để ở trên màn hình. Và những anh em nào mà như là Facebook, YouTube hay là TikTok trúng giải thì sẽ có. Và shop em có xin số điện thoại cho anh em ha, xin số điện thoại của anh em. Và những anh em nào mà trúng giải thì nếu mà thấy cái bình luận của shop em thì cho shop em số điện thoại nha anh em ha. Thì ngày hôm nay đây 10 con xe của anh Hiền luôn ha. Để giúp em quay cho anh em xem. Màu này là màu quân đội ha. Màu này là màu quân đội. Màu này là màu xanh candy. Màu này là màu xanh ngọc. Và màu này là màu vàng. Màu này là màu hồng, màu vàng, màu nâu, màu xanh xanh tự nhiên nói ngang cũng xanh gì quên này. Xanh xi măng, xanh xám xi măng, màu đỏ candy anh em ha. Và hai cái câu hỏi và hai cái được rất là nhiều anh em ở xa bình luận đây. Và đây câu trả lời của shop em, đó là màu trắng và màu bạc anh em ha. Đó là màu trắng và màu bạc đó, thấy chưa. Và mình chơi công bằng, mình chơi uy tín nha. 5 người đó chúng shop em có bình luận trực tiếp xin số điện thoại. Và những anh em nào mà nếu mà thấy được số điện thoại đó cho shop em số điện thoại nha, sẽ có nhân viên của shop em. Thì những anh em nào ở gần thì shop em sẽ gửi thùng bia tặng tới chỗ anh em, bao ship tới chỗ nhà luôn. Còn những anh em nào mà ở xa, nếu mà ở xa thì mình phải băng kinh trực tiếp cho anh em luôn. Cục vui chơi là phải rõ ràng anh em ha. Đó, đây hai cái màu. Và sẵn ngày hôm nay mình review cho anh em xem luôn xe của anh Hiền Lô. Thì nay ngày hôm nay thì theo yêu cầu của anh Hiền Lô thì mình quay cho những ông chú, những ông anh ở xa xem. Đầu tiên sẽ là hai em này đi, hai em mà được bữa giờ anh em tò mò, anh em rất là phải có nhiều ông chú cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ nhiệt tình luôn, điện thoại Quân ơi, cái màu đó vậy nha, chừng nào chúng mày nhớ kêu tôi nha. Đây là bốn ông anh luôn, bốn ông anh đó. Và ngày hôm nay đó quay cho mấy ông chú, mấy ông anh ở xa xem. Đây là câu kết quả và là câu trả lời ha. À, được năm mình đã nhắn tin cho 5 người anh em rồi, thì cũng đang đợi 5 người anh em mới cho số điện thoại shop em. Mình chơi là rõ ràng, mình chơi là thực tế ha. Cũng có một hai anh em trong shop em bình luận nữa, nhưng mà đó là mình không tính, đó mình chơi đó ăn gian, mình không có chơi cái đó được hả. À, đúng không, rõ ràng vô bình luận đâu có được, anh em trong shop là không có tính. Qua này quay cho anh em xem. Cái này mình chỉ quay sơ nha, cái này mình quay sơ cho anh em xem thì được cái sự tin tưởng của anh Hiền Lô. Mình nói chung là ảnh chơi kiểu như sưu tầm, chơi kiểu như vui, ảnh thích màu, ảnh thích nhiều màu. Và lúc đầu anh chỉ mua một chiếc thôi, là sẽ em bán là anh chỉ mua một chiếc. Rồi sau mà thấy vui cái anh mua hai chiếc, anh mua lần hai chiếc. Và ngày hôm nay thì ảnh đã lên tới 10 chiếc luôn rồi. Ảnh đặt 9 chiếc mới. Có chiếc này là tại vì mình dọn chiếc màu xanh lính này là mình dọn một mấy tháng rồi, gần một năm rồi ha. À, nhưng mà ông anh kia ông không chia sẻ nữa, anh Hiền kêu là Quân ơi mua cho anh luôn đi đó. Đây là màu quân đội nha, cái này màu quân đội anh em nhìn nè. Cái màu này là mình sơn nha, cái này là mình sơn chứ không phải là mình dán, anh em nhìn nha. Cái này là mình sơn nha, rất là đẹp đó. Cái này là mình sơn nha chứ không có dán. Đây đó, cái màu là màu xanh quân đội. Qua anh đây, ở cái màu nè vậy đó nha. Nhưng mà bữa mà câu đố nha thiện, câu đố bữa người ta nói là xanh quân đội nhiều lắm nha, ta chọn màu này nhiều lắm nha, cũng chọn màu này nhiều lắm. Xanh quân đội, xanh nhà binh. Ở đây là xanh candy thì mình dọn cho anh Hiền Lô là CL50 anh em ha. CL50 là màu xanh candy. Và 67 thì màu xanh ngọc. Nói chung thì ảnh chỉ chơi có hai mẫu thôi anh em, ảnh chỉ chơi hai mẫu thôi, 67 và CL thôi, anh không có chơi cái mẫu khác ha. Và mình nói chung là mình cũng đang cố gắng mình làm cho đầy đủ hết, mình xong màu hết trơn rồi, bắt đầu là mai bắt đầu
kiểm tra một lần nữa, mở ra xe ra chạy thử kiểm tra. Thì nói chung tháng sau là anh về tới, ảnh ở bên nước ngoài anh về tới nha. Còn đây là màu hồng, ở đây là màu hồng. Hai cái màu này mà đứng kế nhau thì họ phải bàn tới luôn. Hai cái màu này mà đứng kế nhau thì không biết là trong video á, là anh em thấy cái màu màu không biết có ra được màu hồng hay không. Nhưng mà mình thấy mình chụp hình đó, nó nhìn nó ra màu đỏ mà, nhưng mà thực tế nó màu hồng ở ngoài là màu hồng dạ quang nha. Mình sơn cái màu hồng dạ quang và màu vàng. Cái này chân Tết là hết hết bài luôn, và cái dàn xe này chân Tết thì hết ý luôn. Hết ý luôn. Tại vì cũng có nhiều người ảnh mình cũng có tâm sự ảnh mình, nói chung là anh em cũng có trao đổi qua dọn dáng gì, xe gì. Thì anh kêu là mỗi người mỗi sở thích. Thì nói chung là không ai giống ai hết, nói chung là có người thích màu mè, có người thích nhiều màu, có nhiều thích nhiều xe, có người thích đồ zin thì cũng không có nói được, tại vì có nhiều mỗi anh em mỗi sở thích. Mình biết mình quay cái video này thì nhiều anh em sẽ vô hỏi lợi sau không làm một chiếc cho nó đồ zin, mỗi người mỗi sở thích thôi anh em, mỗi người mỗi sở thích thôi, chứ không phải là ai giống ai được. Và nếu mà mình thật sự là mình mà có ví dụ nhà mình rộng á, nhà mình rộng thì mình cũng dám chơi dàn xe màu luôn thiệt. Mình cũng dám chơi lắm. Nhưng mình tới giờ thời điểm này mình cũng chỉ mới có 5-6 chiếc thôi. Mình chỉ mới chơi được 5-6 chiếc thôi, chứ mình chưa chơi nguyên vàng 10 chiếc này. Mình cũng chỉ có 5-6 chiếc thôi. Còn ngoài ra thì khoảng tầm 40 chiếc là xe bán. Còn xe chơi thì mình mới có 4-5 chiếc. Tại mình cũng không có thời gian chơi. Mình có 1 chiếc xe đi gù, như những anh em nào mà thường hay theo dõi shop em. Xe đi gù dọn 4 năm. Hơn giờ gần 5 năm luôn rồi. Mà tới giờ Dương vẫn chưa chạy được luôn. Giờ tới giờ vẫn chưa chạy được. Bữa chạy xong cái đẩy bộ về luôn. Mình không có thời gian, mình không có thời gian mình dọn khách, rồi mình làm, nói chung là mình nhiều việc á, mình không có thời gian mình chơi được. Đó, đỏ candy nè ha. Và thật sự luôn á, cái video này là lần đầu tiên, trước giờ mình làm á là lần đầu tiên mình làm đủ màu. Và lần đầu tiên có một người anh em mà đặt 10 xe, lần đầu tiên luôn. Đó là lần đầu tiên gặp anh Hiền Lô này. Bữa trước thì ông anh kia nhiều lắm, là ông anh kia 4 chiếc. Là nhiều lắm, một mình ảnh là 4 chiếc. Là như cách đây năm trước của ông ta, anh Quang hay anh Vinh gì đó. Là nhớ là 4 chiếc, còn hầu ra là 2 chiếc là nhiều. Khách đặt 2 chiếc là nhiều. Và những chiếc này là shop em, nói chung là mình dọn, mình bao sát cho anh em. Anh em chỉ cần điện thoại, cọc là shop em làm xong rồi bắt đầu với nhận xe thanh toán. Đó. Và hai cái màu mà được mấy hôm nay mới được anh em săn đón nhất, anh em hỏi nhiều nhất. Anh em hỏi kết quả nhiều nhất là đây ha, màu bạc và màu trắng. Và anh em có công nhận với shop em không, cuối cùng vớt cái màu trắng này, anh Hiền anh kêu là Quân ơi sơn màu trắng thôi, nhưng mà đen thì mình tự phối vô, mình tự phối cái màu vô ha. Là mình đi cái dàn sườn á, là mình đi màu trắng, còn dàn chân là mình đi màu đen. Trắng này là trắng ca mây nha anh em, chứ không phải là mình không có đi trắng tinh. Vì cái trắng tinh á là nó mình thấy có một số anh em á là nó bị hơi bị vàng. Nó hơi bị vàng á, nên mình cho tí xíu ca mây vô cho nó lạ lạ, với đúng của thằng CD á là trắng tinh luôn. Nó trắng tinh luôn. Còn này là mình đi theo cái màu trắng này là trắng ca mây anh em nha. Quay sát đây nè. Thấy rõ không thiệt? Đây. Mọi người thấy rõ không? Đó. À, cái tim tiến rất là đẹp. Rất là ok. Xe tất cả là mình làm cấu hình máy 110 hết. Tất cả mình đều làm cấu hình máy 110 ha. Thì anh Hiền này ảnh cũng khá là khỏe. Nhìn thấy ảnh rất là khỏe, là mình làm máy 110. Thì tùy theo anh em thôi. Có người thích 110, có người thích 100. Và cũng có người thích 70 nữa. Còn chiếc đam kia thì vừa mới phục dựng xong. Cái đó thì mình có một ông anh xe đam này thì mình dọn cho một ông anh ở Bến Tre xong hết trơn rồi thì lên tem luôn rồi. Thì hôm nay ảnh kêu là vài ngày nữa anh về anh ghé lấy. Anh này thì anh đặt 2 chiếc, ông anh Bến Tre dễ thương này thì anh đặt 2 chiếc. Anh đặt chiếc 67 và chiếc đam, thì anh gấp chiếc 67 quá, mình giao chiếc 67 rồi thì hôm nay mới làm chiếc đam xong. Ảnh cũng 2 chiếc ha. Thì cũng cảm ơn những anh em ở xa đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop em. Bây giờ thì mình quay sát vô cái về phần màu cho anh em ở xa nha. Tại vì mình nhiều khi mình quay ở xa thì anh em chỉ lướt thấy thôi. Nhưng ngày hôm nay thì mình muốn mình làm một cái video này thì anh em thông cảm nha. Mình làm cho nó dài một tí. Và mình muốn quay cho rõ ràng hơn. Tại vì thứ nhất á là anh Hiền Lô là anh chủ cái chiếc xe nè. Chủ cái lô xe này. Anh xem được.
Và thứ hai là những anh em ở xa, những ông chú ở xa, những ông chú mà người ta không có, nói chung là thật sự cũng không có khả năng mình đã chơi được á, thì xem để mình xem, mình để mình học hỏi, là mình xem để có thỏa cái đam mê mình cũng được. À, qua đây quay cho mấy ông chú, mấy ông anh ở xa xem. Thì tất nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái ý kiến khác nhau. Và mình tin là những anh em nào mà nếu mà xem cái video của shop em á, thấy cái chỗ nào cũng được, em quay sát vô tí xíu luôn đó thiệt, quay sát cho mọi người đều xem. Sát vô, không có gì phải sợ hết, cứ quay vô, quay nước sơn cho mọi người xem. Quay nước sơn vô. Đó. Quay cho mọi người xem. Mình tin là mình có thể để cho những anh em nào mà xem, nếu mà thấy cái nước sơn hay là bất cứ chỗ nào mà shop em làm họ thấy không được á, thì anh em cứ việc cho shop em một cái bình luận nha. Cho shop em một cái bình luận, một cái gọi là ý kiến, có cần thêm gì không, cần còn thiếu sót gì đó, cứ việc cho shop em một cái bình luận để mình làm hoàn thiện hơn anh em ha. Và bây giờ cũng chưa nữa, thật sự là bây giờ hồi trưa mới là cho cô đài hết mấy xe, ngày mai đâu là ngày mai bắt đầu thử, bắt đầu kéo anh em thầy thợ kiểm tra một lần nữa, kiểm tra một lần nữa rồi mình mới giao xe được đó. Qua đây màu vàng qua đây, qua đây quay cho anh em xem, quay cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem cho nó thỏa đam mê. Nói chung là cũng có nhiều người bây giờ cũng chưa có xe, và những anh em mà xem những cái video của shop em á, chưa chắc gì họ có xe, và cũng chưa chắc gì mà họ có xe rồi mà họ cần bên em đó là chuyên phụ tùng luôn, chuyên phụ tùng 67 và cúp, và cũng chuyên mua bán trao đổi luôn. Nên những ông chú ở xa xem tham khảo nha. Những cái về nè anh em thấy về nha, về vậy đó, bụi nè. Về này là về CL70 anh em nha. Mình đi cái dáng này á thì mình không có đi theo cái kiểu jean, mình không có đi theo cái kiểu jean, tại vì mình đi màu mè, mình không có đi theo kiểu jean, mà mình đi cái cặp về của CL70, chứ mình không có đi của 67, và mình cũng không đi 72 luôn. Mình đi của CL70 cho đẹp, cho nó chắc chắn, nhìn nó chắc chắn anh em ha. Đó. Quay một dàn xe chết mồ quên ơi. Thiếu đúng một màu luôn, thiếu đúng một màu mà phải nói là thiếu đúng một màu mà nhiều anh em dặn shop em luôn, nhiều anh em dặn shop em không biết đâu màu gì không? Cái màu đơn giản luôn, màu đen. Đúng không? Quên màu đen luôn. Chết tôi. Nhưng mà tại vì thời gian gấp gút quá, tại vì tháng sau là ảnh về rồi thì mình cũng đang tranh thủ mình làm cho ảnh một cái video gọi là kỷ niệm, một video kỷ niệm. Thì mình tin, mình biết là sẽ có sơ suất, mình bảo đảm với anh em. Thì nhưng mà mình cố gắng cái phần nào đó, dù như mình kiểm tra đầy đủ hết, mình sẽ kiểm tra đầy đủ, cố gắng là nó sẽ hoàn thiện hết cho ảnh. Tại vì ảnh đặt lòng tin như cho mình quá nhiều, thật sự không có ai mà mua lần 10 chiếc xe, thật sự luôn, không ai mà đặt mà lần 10 chiếc xe. Chỉ cái lần đầu tiên shop em làm gần chục năm, lần đầu tiên là có anh Hiền Lô này, anh đặt nhiều nhất, đặt lô 10 chiếc luôn, anh đặt lô 10 chiếc luôn. Bữa trước có ông anh ngoài Hà Nội á, là anh đặt 4 chiếc, là trong nhóm anh á là anh có 4 chiếc. Còn mình ở đây á, anh Hiền Lô mình anh chơi 10 chiếc luôn. Nhưng thật sự nếu mà mình có điều kiện là mình cũng chơi, mình cũng có chỗ mình chơi gì đẹp lắm. Không biết là anh em thấy sao, em quay một vòng xe cho anh em ở xa xem bỏ tiền. Cứ quay chi tiết, không có gì phải sợ hết. Sai chỗ nào sửa chỗ đó. Chỗ nào mà anh em thấy không đúng anh em cứ việc cho shop em một cái bình luận. Đẹp quá. Mình mỗi lần á, tại vì bên đây á, là mình chỉ để xe thôi. À, bên đây thì mình chưa để xe, những cái xe dọn thì mình để bên đây, mà mỗi lần mà mình mở cửa lên là cỡ nào cũng có người qua hỏi xe hết, có hỏi ổ xe này bán sao em, nhìn cái dàn xe đã quá. 67 mà anh em thấy đọc không, anh em ảnh chơi chỉ có CL và 67 rồi, anh em chỉ có hai dòng CL và 67 rồi. Quá đẹp, quá dễ thương, và phải nói là quá ok. Thì mình biết là sẽ cũng có nhiều anh em hỏi, sẽ vào comment sao là tại sao không chơi một chiếc jean cho nó mắc tiền hay gì đó. Nhưng mà mỗi người là mỗi sở thích, thật sự là không có không ai giống ai đó, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai đó anh em đó. Mỗi ngày đi nào ta, một tuần đi 7 ngày đúng không, còn này là đi 10 ngày luôn đó, 10 ngày luôn hả. Chưa đủ màu luôn. Quay rõ ràng cho anh em nó xa xem. Đó là màu vàng.
màu vàng, màu hồng, nói chung là nó bị cái vàng màu này rất là nổi. Vàng màu này mà để chung thì quá là ok. Qua bếp và những anh em nào lưu ý nha, nhớ nha, nhớ hai chiếc xe này nha, nhớ hai xe này và nhớ nhận giải nha, chúng thưởng nha anh em. năm thùng bia đó, thì mình cũng có để trên đó cho anh em ở xa xem đó, rất là vui. Nói chung là cũng được 2000 mấy, bên trang của shop em là 2500 người, hơn 2500 người bình luận luôn đó, đẹp chưa, được chưa. Và anh em xem những cái video của shop em á, thấy cái chỗ nào mà nó thấy cái chiếc xe nào mà nó không vừa ý, hay là nó thiếu chỗ nào á, thì mấy anh mấy chú cho shop em một cái bình luận nữa ha, cho một bình luận để mình tranh thủ mình kiểm tra cho nó ngon lành cho ảnh luôn, thật sự ha, nó đầy đủ cho ảnh luôn, rồi khi mà ảnh về là ảnh chỉ ok vừa ý anh em ha. Nên cho mình nhìn dàn xe không quá đã. Không biết là anh em xem hay sao, vô mình thấy mình khoái quá. Ok thôi, cũng kết thúc cái video này, cũng cảm ơn những anh em đã xem video, và cảm ơn người đặc biệt nhất là cảm ơn anh Hiền Lô nha, đã tin tưởng và ủng hộ shop em 10 chiếc xe 10 màu là lần đầu tiên làm nghề của mình dọn một lô này. Ok, cảm ơn anh em đã xem video, cảm ơn Hiền Lô rất là nhiều, cảm ơn, bye bye.